Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Sở Tư pháp Lào Cai vừa tổ chức hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt 2 năm 2018 cho hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, báo cáo viên pháp luật, thành viên, thư ký Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, giám đốc các doanh nghiệp, chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và trưởng phòng tư pháp các huyện, thành phố. Trong thời gian nửa ngày, các đại biểu đã được giới thiệu và quán triệt các văn bản pháp luật được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 5 như Luật Quốc phòng, Luật Tố cáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao và một số văn bản pháp luật khác. Thông qua hội nghị nhằm góp phần nâng cao kiến thức, nhận thức về các văn bản pháp luật, từ đó triển khai phổ biến tới cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cơ quan, đơn vị và vận dụng hiệu quả trong công tác lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ được giao. Hội cựu chiến binh Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cũng vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch cựu chiến binh 28 đơn vị trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề mới thiết thực trong công tác hội như quy định đối tượng phát triển, trình tự thủ tục kết nạp hội viên, xây dựng quy chế hoạt động của hội theo điều lệ, các bước tiến hành đại hội cựu chiến binh cấp cơ sở. Đặc biệt, hội nghị đã dành nhiều thời gian để tập huấn công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý kỷ luật của Hội cựu chiến binh Việt Nam như cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Ủy ban kiểm tra, quy định chung về công tác kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành hội các cấp, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề và kiểm tra, giám sát đối với tập thể các cá nhân có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý kỷ luật, nghiệp vụ công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý kỷ luật trong Hội cựu chiến binh Việt Nam, các bước tiến hành, phương pháp tiến hành gắn với xử lý kỷ luật đối với tập thể cá nhân vi phạm. Ngày 21 tháng 9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng quản lý, khai thác hệ thống loa truyền thanh cơ sở năm 2018 cho gần 40 học viên quản lý vận hành cụm loa thôn bản ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Yên. Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe giảng viên Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai truyền đạt chuyên đề kỹ năng tuyên truyền trên loa truyền thanh thôn bản, kỹ năng viết thông báo, xây dựng kế hoạch phát thanh, các bước tuyên truyền trên loa, luyện giọng đọc phù hợp với từng loại văn bản, tố chất cần thiết của cán bộ tuyên truyền, trách nhiệm của người quản lý loa thôn bản. Cũng tại buổi tập huấn, các học viên còn được nghe lãnh đạo Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Bảo Yên giới thiệu hướng dẫn kỹ năng quản lý khai thác vận hành các cụm loa thôn bản để phát huy tối đa hiệu quả. Với những kiến thức được truyền đạt tại lớp tập huấn sẽ giúp cho cán bộ truyền thanh cơ sở có thể chuẩn bị tốt nhất chương trình truyền thanh cũng như xử lý sự cố thông thường trong quá trình vận hành hệ thống loa truyền thanh, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền ở địa phương. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bát Sát vừa tổ chức gặp mặt tuyên truyền, vận động và đối thoại với các hộ dân có đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện. Dự án xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bát Sát được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2702 QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 với tổng diện tích trên 5,7 ha thuộc thôn Châu Giàng, xã Bản Qua, huyện Bát Sát. Để triển khai thực hiện công trình, Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 10 hộ gia đình có đất bị thu hồi nằm trong dự án đảm bảo đúng theo quy định. Tuy nhiên đến nay có 5 hộ gia đình chưa nhất trí nhận bồi thường nên công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành, công trình chưa được khởi công. Tại buổi đối thoại, đa số các hộ gia đình có đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đều không đồng ý loại đất phê duyệt là đất rừng sản xuất, đề nghị thu hồi là đất trồng cây hàng năm khác và bồi thường theo đúng quy định của Luật Đất đai. Tại cuộc đối thoại, lãnh đạo huyện và đại diện các ban ngành có liên quan đã lắng nghe, trả lời và giải đáp các thắc mắc của các hộ gia đình và các vị luật sư đại diện cho các hộ gia đình. Hộ gia đình ông Đoàn Sơn Trường và hộ ông Đoàn Sơn Cao, đồng thời khẳng định việc thực hiện công tác lập hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, các bước quy trình đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng, dân chủ, đúng pháp luật, sau buổi đối thoại, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tham vấn ý kiến của luật sư và các cấp các ngành và có văn bản trả lời các hộ gia đình trước ngày 30 tháng 9 năm 2018. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng vừa được đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là kết quả của một quá trình dài nỗ lực phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nhà nước và huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương trong xây dựng nông thôn mới.
Phong Niên hôm nay là một vùng quê yên bình, người dân địa phương đoàn kết chung sức đồng lòng xây dựng quê hương. Nhiều người dân Phong Niên sẵn sàng đặt quyền lợi chung lên trên hết, tự nguyện hiến đất đai, nhà cửa và đóng góp công sức để xây dựng nông thôn mới. Bởi vậy mà Phong Niên là xã đầu tiên trong 3 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018 của huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới. Qua quá trình tuyên truyền vận động thì bà con nhân dân cũng đã xác định được nông thôn mới là cái nàn cho người dân và chính là người dân làm chủ thể, người dân biết, dân bàn, dân làm, dân góp và dân hưởng lợi. Cho nên từ đó các cái phong trào như nhà sạch vườn đẹp, rồi phong trào làm đường giao thông, xây nhà văn hóa thì đã được đồng bộ tiến hành trên tất cả 22 thôn bản. Thì Đảng bộ và nhân dân Song Liên quyết tâm tiếp tục nâng cao cái tiêu chí của nông thôn mới lên để sau này thành xã nông thôn mới nâng cao, và chúng tôi cũng đang phấn đấu đến năm 2020 và 2021 thì xã Phong Niên có thể là đạt được một xã nông thôn mới theo cái tiêu chí mới. Có được sự đổi thay này, ngay từ khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Niên đã thể hiện rõ sự quyết tâm và có những biện pháp, việc làm cụ thể. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được xã coi là một nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định đến việc tổ chức thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó, xã đã triển khai tuyên truyền vận động nhân dân dưới nhiều hình thức phong phú, thông qua các tổ chức đoàn thể, các thôn bản để vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Bởi vậy, nhiều phong trào thi đua như nhà sạch, vườn đẹp, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, làm đường giao thông, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được hưởng ứng sôi nổi ở các thôn. Vượt qua những khó khăn, Phong Niên đã có sự bứt phá, trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới thứ 6 của huyện Bảo Thắng. Cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Phong Niên rất là phấn khởi và vui mừng trong những cái ngày tháng 8 năm nay. Để mà đánh giá lại cái giai đoạn vừa qua mà đến nay Đảng bộ, chính quyền xã Phong Niên đã đạt được nông thôn mới, thì một trong những bài học đáng giá nhất của chúng tôi thấy rằng, thứ nhất là chúng tôi phải tập trung vào những việc người dân phải làm, đấy là một trong những kinh nghiệm. Thứ hai nữa là những việc gì dễ thì phải làm trước, và những việc gì được sự đồng thuận của nhân dân thì chúng tôi làm trước. Cái nữa thì là phát huy sự giám sát của cộng đồng tại các thôn bản, để làm sao mà làm đúng theo đúng các cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước đến với nhân dân nó kịp thời cũng như là có hiệu quả. Và trong cái thời gian này thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi, vui mừng được đón nhận là xã về đích nông thôn mới. Với Phong Niên, việc xây dựng nông thôn mới không thể chạy theo thành tích, mà xây dựng nông thôn mới là phải làm cho nhân dân có cuộc sống ổn định, ngày càng khấm khá hơn, biết khơi dậy được sức mạnh lòng dân để phát triển kinh tế xã hội. Phát huy được sức mạnh lòng dân cũng chính là chìa khóa tạo ra những thành công của Phong Niên trong thực hiện xây dựng nông thôn mới bền vững. Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, huyện Bát Sát đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu 2018. Tại các cơ sở, đoàn đã tập trung kiểm tra các loại giấy tờ như giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhãn mác, hạn sử dụng, truy xuất nguồn gốc, điều kiện sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, việc sử dụng phụ gia phẩm màu, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến, nguồn gốc nguyên liệu trong sản xuất chế biến thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra kết hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong 3 ngày thì qua kiểm tra thì đại đa số các cơ sở chế biến các cái bánh phục vụ trong Trung Thu đều đạt kết quả, cũng như là đạt theo yêu cầu, đều có các cái giấy phép kinh doanh cũng như đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm. Các cái cơ sở bán hàng bao gói sẵn thì cũng đã tuân thủ chấp hành các cái điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cái việc sắp xếp bảo quản các mặt hàng thì vẫn còn một số những cái tồn tại rất là nhỏ. Đoàn kiểm tra liên ngành đã nhắc nhở chủ cơ sở để khắc phục và sửa chữa. Qua kiểm tra, phần lớn các cơ sở đều thực hiện tương đối tốt và đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất bánh kẹo, đặc biệt là bánh Trung Thu. Các mặt hàng bánh dẻo, bánh nướng phục vụ Tết Trung Thu đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng.
hàng hóa bày bán tương đối ngăn nắp, có niêm yết giá. Các cơ sở kinh doanh đều thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà tôi là kinh doanh lâu năm rồi, cho nên là tôi phải tìm những cái nơi mà hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ, có đảm bảo và có hạn sử dụng được niêm yết lâu dài thì tôi bán để ưu tiên cho khách hàng đến mua. Đối với một số cơ sở vi phạm về nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng của sản phẩm, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản xử lý tiêu hủy, nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở khắc phục lỗi vi phạm. Tin an ninh trật tự. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9 năm 2018, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực thôn Tả Thàng và thôn Nậm Trà, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tổ công tác thuộc lực lượng công an huyện Bảo Thắng, công an xã Gia Phú và phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện bắt giữ 3 đối tượng có hành vi trộm trâu tại bản Cát Cát, xã San Sảo Hồ, huyện Sapa. Qua điều tra, xác minh 3 đối tượng gồm Chảo Láo San, sinh năm 2000, Lý Láo Tả, sinh năm 1994, Chảo Láo San, sinh năm 1995, cùng trú tại xã Bản Quang, huyện Sapa. Theo lời khai của các đối tượng, tối ngày 19 tháng 9, sau khi uống rượu cùng nhau, do cần tiền để chơi điện tử và tiêu xài cá nhân, 3 đối tượng đã rủ nhau cùng đi trộm trâu. Khi đến khu vực Bản Cát Cát, xã Bản Quang, phát hiện thấy trâu của nhân dân ở ven đường không có người trông coi, nên đã lấy dây buộc và dắt đi nơi khác và gọi điện thuê xe tải chở trâu đi bán. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đối tượng thuê được xe tải và cho trâu lên xe, rồi bảo lái xe đi theo hướng từ xã Thành Kim, huyện Sapa về Gia Phú, huyện Bảo Thắng. Khoảng 2 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 9, khi đến địa phận thôn Tả Thàng, Nậm Trà, xã Gia Phú, thì các đối tượng bị tổ tuần tra kiểm tra và bắt giữ. Tổ công tác đã tiến hành bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an huyện Sapa để tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.